Mặc dù trường học là nơi dạy cho chúng ta rất nhiều kiến thức bổ ích và lý thú, nhưng không phải là tất cả. Sau đây chính là những điều thú vị như vậy. Thứ nhất, máu người tương tự nước biển. Thành phần trong máu có hàm lượng muối tương đương nước biển. Thực tế này củng cố giả thiết sự sống đến từ đại dương. Thứ hai, bọ chét tăng tốc nhanh hơn cả tàu vũ trụ. Khi nhảy, một con bọ chét có thể đạt độ cao khoảng 8 cm trên 1/1000 giây, nhanh hơn 50 lần gia tốc của tàu vũ trụ. Thứ ba, axit dạ dày có thể làm tan được lưỡi dao cạo. Trong vòng 24 giờ, một con dao hai lưỡi đặt trong môi trường dạ dày có thể bị phân hủy do bị axit ăn mòn ở độ pH thấp với mức 2-3. Thứ tư, trẻ sơ sinh có nhiều hơn người lớn khoảng 64 chiếc xương. Trẻ sơ sinh có khoảng 270 xương trong cơ thể, khiến khung xương linh hoạt hơn. Dần dần nhiều xương trong số đó nối với nhau, tạo nên bộ xương với số lượng trung bình là 206 xương khi trưởng thành. Thứ năm, bạn mất khoảng 0,5 kg mỗi ngày do xì hơi. Theo các nhà khoa học, khối lượng của mỗi lần xì hơi ước tính khoảng 0,0371 gram và một người trung bình làm việc này khoảng 14 lần mỗi ngày. 6. Không thể ở hơi ngoài không gian. Khi ở trên trái đất, trọng lực sẽ giữ các chất rắn và chất lỏng từ thực phẩm bạn vừa ăn. Do đó chỉ có hơi thoát ra khỏi miệng. Trong môi trường không trọng lực, hơi không thể tự tách ra khỏi chất lỏng và chất rắn, nên bạn không thể ở như bình thường mà không nôn. 7. Hoa hướng dương có thể làm sạch chất thải phóng xạ. Một số đồng vị phóng xạ tương tự như các chất dinh dưỡng mà hoa hướng dương thường cần. Vì vậy, khi chúng lớn lên, chúng hấp thụ những chất thải phóng xạ đó từ đất. 8. Động vật có thể mơ như con người. Theo một số nghiên cứu, chuột mơ về thức ăn hoặc chạy qua mê cung. Hầu hết động vật có vú cũng trải qua giấc ngủ REM, chu kỳ xảy ra giấc mơ. 9. Chuối chứa chất phóng xạ. Chuối chứa kali, nguyên tố hóa học giúp loại quả này có khả năng phóng xạ. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng bởi bạn sẽ chỉ chết do ngộ độc phóng xạ nếu ăn khoảng 10 triệu quả chuối một lúc. 10. Độ dài ADN có thể bằng 17 lần quãng đường từ mặt trời đến sao Diêm Vương và quay lại. Cơ thể con người chứa khoảng 37.000 tế bào với 23 phân tử ADN trong mỗi tế bào. Vì vậy, nếu bạn tháo tung tất cả tế bào cơ thể và xếp thành hàng liên tiếp, độ dài của sợi dây này sẽ đạt lên đến 34 tỷ dặm. 11. Bọ cạp phát sáng dưới ánh sáng tia cực tím. Ánh sáng xanh của bọ cạp khi chiếu dưới tia cực tím xuất phát từ một chất được tìm thấy trong lớp biểu bì rất cứng thuộc bộ xương ngoài của chúng. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác mục đích của đặc điểm sinh học này. Có thể ánh sáng hình quang giúp bọ cạp tìm thấy đồng loại, bảo vệ chúng khỏi ánh sáng mặt trời hoặc đánh lừa con mồi. 12. Nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh. Theo hiệu ứng MP3, khi đặt dưới những điều kiện nhất định, nước nóng sẽ đóng băng nhanh hơn nước lạnh. 13. Camera hồng ngoại không thể phát hiện gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực có một lớp mỡ dày dưới da và một bộ lông dày đặc bao phủ toàn bộ cơ thể. Phần lông bên ngoài này vẫn giữ nguyên nhiệt độ như tuyết xung quanh. Đó là lý do tại sao chúng vô hình dưới camera hồng ngoại, thiết bị phát hiện cơ thể sống qua sự chênh lệch nhiệt độ. 14. Có 5 đại dương trên thế giới. Trên thế giới có 5 đại dương, nhưng chỉ có 4 trong số đó thường được nhắc tới, đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Năm 2000, Tổ chức Thủy văn học quốc tế đã hợp một phần của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương để tạo thành Nam Đại Dương. 15. Sao Thổ là hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời. Sao Thổ là hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời. Có thể các bạn chưa biết, Sao Thổ có lượng khí ga khổng lồ và bề mặt không hề cứng. Đây là những kiến thức siêu thú vị và bổ ích
mà trường học không dạy cho chúng ta. Hy vọng rằng qua video này sẽ giúp mọi người hiểu thêm về một số kiến thức trong đời sống thường ngày.